Xin kính chào quý các bạn. Hiện tại mình đang có mặt tại bãi biển của anh Vũ nữa ha quý vị. Thì lời nói đầu tiên cho mình chúc tất cả quý vị có nhiều sức khỏe ha, thành công việc ha. Hôm nay tiếp tục anh Vũ về một số pha mai tứ quý ha quý vị. Quay cho quý vị xem video của mình ha. Địa chỉ của anh ở đây là phường 9 Mỹ Tho ha quý vị. Thì mình cũng thay mặt ảnh ha, cảm ơn quý vị đã ủng hộ ảnh những video vừa rồi đã thành công ha quý vị. Hôm nay tiếp tục anh về một số ít ha, khoảng 11 cây ha quý vị. Rồi anh Vũ ơi, coi vô cây số 1 đi anh ơi. Rồi chiều cao 86 quý vị. Rồi 29 yếu tính 28 quý vị. Hạo tổng cái nồi đế luôn Vũ ơi. 104 đi. Rồi xây dòng đế anh. Quái quý vị. Cái này chung quái ha. Rồi mã số 1 giá vô luôn lên Vũ ơi. 2,2 triệu anh ơi. Rồi mã số 1 2,2 triệu cái này mình bao ship toàn quốc luôn ha. Cái này bao 200 km thôi nè, bầu bự quá. Rồi thì Vũ với thí dụ gì nè, ở xa cứ thiện chí mua cứ alo trực tiếp cho anh Vũ ha. Alo qua anh em trao đổi về giá cả hả quý vị. Tại cây bồ đế nó vậy á, cây thì nó nhỏ mà bồ đế nó không được gom nên làm bầu hơi lớn không quý vị. Không rút nhỏ được. 106 anh ơi. Rồi chiều cao 106 quý vị ơi. 32 hoàng. Rồi 32 tính 31 đi anh Vũ ơi, rồi anh chạc xuống đây cái anh Vũ. Anh chạc ngay vào cũ đó. 39. 39 quý vị. Chiều sổ nó cũng hai tấc không quý vị. Đâu hào tổng rồi để lên Vũ ơi. 130 đi nè. 130 quý vị ơi. Rồi giá luôn Vũ ơi. 3 triệu anh ơi. Rồi mã số 2 3 triệu không quý vị. Quý vị nào thiện chí thích cứ alo trực tiếp cho ảnh không quý vị. Đây 4 người khiêng quý vị. Rồi chiều cao 1m15 quý vị ơi. 36 hoành anh ơi. Rồi 36 hoành không quý vị. Đâu anh đo đường kính bầu lên nha anh Vũ. Có biết tại mấy cái này bầu lớn quá. 53. 53 không quý vị. Rồi xây dòng đế không. Rồi giá luôn Vũ ơi. 4 triệu rưỡi anh ơi. Rồi mã số 3 4 triệu rưỡi không quý vị. Cái đó lên nổi thôi đi. Cái này nó đế quá khủng quá vậy. 81 chiều cao. Chiều cao 81 quá vậy. 38 hoành. Rồi 38 hoành quý vị ơi. Rồi anh Hạo tổng rồi đế luôn Vũ ơi. 16 đi anh ơi. 16 không quý vị. Cái này thì nó cũng sổ không quý vị. 32 đi. Rồi có cành ở đây quý vị ơi. Rồi giá luôn Vũ ơi. 5 triệu rưỡi anh ơi. Rồi mã số 4 5 triệu rưỡi quý vị. Rồi mã số 5. Trăm
16 chiều cao. Chiều cao 1m16 quý vị ơi. Rồi 29 hoành quý vị. Cái bầu bị nghiêng quá. Cái bầu này hơi nghiêng không quý vị, cây này vắng thật ha. Tại vì do bứng làm cái bầu không quý vị. Đây tay cành nó không quý vị. Đàn dù không quý vị. Rồi mã số 5 giá luôn chú ơi. 700 ngàn thôi. Rồi mã số 5 700 ngàn không quý vị. Rồi mã số 6. Chiều cao 40 quý vị ơi. 39 hoành. Rồi 39 hoành không quý vị. Con chạc xuống sát đây cái vị trí thứ hai anh vô. Này cô đặt đó. 44 anh ạ. 44 tính 42 không quý vị. Sức dây nó hơi xéo không quý vị. Không chị vậy? Đông đông đông. Không đâu. Rồi giá luôn chú ơi. 3 triệu anh ơi. Rồi mã số 6 3 triệu không quý vị. Máy điện nó không bắt máy mà. Có nãy em điện nó không bắt máy em hỏi có quay mới kêu. Rồi mã số 7. Chiều cao anh ơi. Chiều cao 82 quý vị ơi. Rồi quanh hầm 3 tính 2 cắn nở không quý vị. Rồi giá luôn chú ơi. 500 anh ơi. Rồi đây thì nó mấy cái lỗ không quý vị. Nó bị lỗ ha. Nhưng mà nó kéo liền ra không quý vị. Rồi 500 thì tiền nào của nấy quý vị ơi. Mã số 7. Mã số 8. Chiều cao 75 quý vị ơi. Rồi. 25 tính 24 rồi. Rồi 25 tính 24 hợp lệ không quý vị. Rồi giá lên vũ ơi. 600 anh ạ. Rồi mã số 8 600 không quý vị. Rồi mã số 9 một cây lùng lịch. Chiều cao 66 quý vị ơi. Rồi 36 hoành không quý vị. Rồi giá luôn anh. 2 triệu 2. Rồi mã số 9 2 triệu 2 không quý vị. Thì trong video có gì sai sót cũng mong quý vị thông cảm bỏ qua cho anh em ha. Quý vị nào thêm thích cái nào alo trực tiếp cho anh Vũ không quý vị, để anh em trao đổi giá thỏa thuận không quý vị. Số 10. 94 chiều cao. Rồi chiều cao 94 quý vị ơi. Rồi 33 tính 32 không quý vị. Đây cốt cành nó không có gì. Đóng tứ diện ha. Rồi giá lên Vũ ơi. Cái này 3 triệu anh ơi. Rồi mã số 13 triệu. Rồi cuối cùng là cây phôi mai vàng ha quý vị, là cây cuối clip ha. Chiều cao 106 anh ơi. Rồi chiều cao 1m06 quý vị ơi. 47 tính 46 thôi anh à. Rồi 47 tính 46 không quý vị. Đo được kính bầu lên vô. Cái cây này chắc 200 km. 61. Được kính bầu 61 không quý vị.
Xe này nhìn ngoài năng gây lắm quý vị, lực ha. Cốp cành thì cũng có một số có sẵn ha quý vị. Rồi giá luôn Vũ ơi. 4,5 triệu anh ơi. Rồi mã số 11 là 4,5 triệu không quý vị. Rồi cuối clip mình cũng thay mặt anh Vũ ha. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu xem hết video clip ha. Quý vị nào xem trong video kết thúc ngày nào alo trực tiếp cho anh Vũ không quý vị. Tới đây mình cũng xin khép video. Hẹn quý vị video tiếp theo không quý vị. Xin cảm ơn.